qua nhìn cao cá rồi bà con ơi. Đấy, ông này là gia lang chuyên nghiệp bắt cá. Sáng sớm đi bắt cá suối Gia Lốp. Chào mọi người, buổi sáng thì anh em đi bắt cá, thả lưới từ chiều hôm qua. Sáng sớm thì anh em mình đi lấy. Đó, bên kia một người nha mọi người nha. Đó, nhìn này, bên kia một người nữa. Đó, nhưng mà cái suối này sâu lắm á, gần mới 100 mét. Đó, ông kia là bắt cá chuyên nghiệp mọi người nha. Đó, trời ơi, à, hơn 100.000 ạ. Trời ơi, trời đang móc ra mọi người này. Sáng sớm mình đi qua bắt cá. Cá màu đen nó to hơn mọi người. Đen, màu đen. Hả? Hả? Nhìn nhẹ. Gia lang chuyên nghiệp bắt cá. Sáng sớm đi bắt cá suối Gia Lốp. Ủa gì hả? Ya, ini. Nah, kan 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 kan. Apa?
ơi, đây đây. Nó lặp thế nào, lặp thế này. À bơ này, giờ này. À bơ, giờ này. Cá nhiều quá mọi người ạ. Nên là trời ơi. Đấy. Đó. Biến cái này biến nó tự động biến nó biến nó ra lại ra lại nó chụp ưng mình biến rực luôn vậy sạch Chạc làm đi. Trời sáng sớm lên móc sáng khoảng 6 giờ sáng. Rock, man.